Đây em quay, hôm nay em quay lại với cái lô giáng bay này cả nhà này. Để giới thiệu cho cô chú anh chị các bạn mấy cái sản phẩm đẹp này. Lắc này, cò lắc rất là ok. Đó, cả nhà xem đã. Cò lắc ok rồi. Rất đẹp luôn nha. Đó, em quay nha. Quay cái một vài sản phẩm đó. Đây là sản phẩm thứ nhất này. Đây là cả nhà này, sản phẩm thứ nhất nha. Đây này em quay này. Đẹp chưa? Đó. Đó. Đẹp nha. Đây này em nhìn này. Đây đây chúng ta biết nha. Chúng ta biết đây số 1 này. Đây, đây sản phẩm số 2 nha. Sản phẩm số 2 này cả nhà này. Thấy đẹp không? Đó, nó sẽ to hơn. Bây giờ nó to hơn rất là nhiều. Ngón tay cái là to hơn rất nhiều của ngón tay cái này nha cả nhà. Đây này, lắc này. Lắc cái lắc này. Rất là y bài nha. Đó. Cho cô chú anh chị các bạn cùng xem nha. Lắc kinh khủng lắc các. Cho cô chú anh chị nghe xem. Đây là cây thứ hai á, đây sản phẩm thứ hai cho cô chú anh chị các bạn cùng xem nhé. Đây, 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 có đế luôn nha, có đế có rẻ luôn nha. Sản phẩm thứ ba này cả nhà, vịt long thuần nha, đỏ này cả nhà, đỏ nha, và chết này, thuần vịt long luôn ạ, cho cô chú anh chị các bạn. Đây này, đây, đây này, bước đi sang đây luôn nha. Và nha, đây là một cây cúc này cả nhà này. Cây cúc thì còn anh dâu sơn này. Đây này sơn đã chuẩn bị chóc rồi cả nhà này. Cúc này nha, em xay này. Xay này cho cả nhà xem cây cúc này. Cúc nha, cúc này. Đó, đây. Để có cái đây chúng ta nhận dạng á, khi mà khách hàng có chọn đây em tới em lựa cho nó đúng á cả nhà. Đây nha cả nhà. Đó. Đây này, cây này cò lắc rất là ok này. Đây cả nhà xem nha. Đó. Đây nha cả nhà. Đó. Thấy ok chưa? Rất là đẹp luôn nha. Đó. Đó, giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn này. Cây này này. Đây này. Lắc này. Đó. Đây nha. Giáng bay rất là ok. Để cho cô chú mình tham khảo. Đây, em sang bên này này, có một cái cây giáo màu bông. À đây cúc này cả nhà này, cúc này đang cũng đang nở đây mà đều cái mùa ở đây thì nó nở cái đây nó rút hết rồi. Cúc giang long nha, đây cúc này, giang long này cả nhà này, cúc này, đây là cúc này, giang long nha, đây là long này. Đó thì bây giờ cái cây đây nó cũng mới hình thành được vài chi thôi. 1 2 3 4 5 6 mới hình thành được vài chi nhá. Cô chú anh chị các bạn mua thì về chúng ta tạo thêm chi. Đây là một cái giáo này cả nhà này, giáo đẹp này, ta đứng bên cạnh cây cúc luôn nha. Đó. Bây giờ nó ra chúng ta thấy là huyết long đẹp luôn nha, thấy là huyết long luôn ạ. Đây cả nhà này. Lắc này. Lên đây tiến gần tới cái đường dây điện này. Lên đây có cái sản phẩm đây, giáo này, giáo huyết long này, đẹp nha. Đây nha. Đó. Rất ok nha. Đó, để cho cô chú anh chị các bạn chúng ta tham khảo nha. Được thì chúng ta mua nha cả nhà, được thì chúng ta mua nha. Alo gọi điện cho em nhé. Thì chúng ta giao lưu một vài sản phẩm. Còn những cây đẹp không thì cả nhà tiến lên là một chút này. Còn những sản phẩm đẹp không này. Đây là cái độ lắc của cái cây này, này. Lắc này. Lắc bày lắc rất là đẹp. Bày lắc của nó rất là ok. Đây cả nhà, bày lắc này ok chưa? Rồi cô chú anh chị và các bạn có thiện chí thì nhắn tin gọi điện cho em nhé. Đây cây cúc này cả nhà này. Đây, cái số máy của em là 0836013528 nha cả nhà. Số máy của em là 0836013528. Em sẽ tư vấn nếu cả nhà thích cây nào thì chúng ta mua nhé. Đây này, đây. Lắc này. Lắc này. Lắc
Leo rất là ok. Rồi, kính chào tạm biệt cả nhà nha. Kính chào tạm biệt cả nhà.